Mà tính phi á. Phi hả? Phi đâu? Không phi đâu. Phi đâu cho khỏi. Để biết được cái đống của mình đem bỏ. Thôi xuống mà chạy. Thôi chứ, thôi xuống mà chạy. Để bắt cho bao nước được rồi. Để bao nhiêu dữ thôi. Lò nước qua nước cái đi gọi lại cho bao nhiêu. Sao cái này giặt đồ không cả nhà. Chúng tôi rất là ngoan nha. Cái điện thoại đẹp dữ ta. Ê, lấy vô giặt vô. Ở ngoài. Có một lông là cái gì? Hả? Ai mà? Ai mà cũng phải giặt, chồng của chồng mình thì mình giặt hay là muốn người người khác thì giặt? Muốn ai giặt? Bây giờ muốn giặt hay là người khác đem gì giặt? Lấy giặt luôn cho Long nha. Thấy mà bỏ ở ngoài là bị đòn liền. Là anh Long anh đang kêu người khác là gì giặt đó. Đó thì giờ sao vậy đó? Dạ, còn những thứ cho khô đi rồi tới xoan vô. Cho cũng không đi. Tại đó. Nó không giặt đi rồi nó biết cái cảnh nó còn đứng trong cầm cái cây nè. Ừ, nó nhỏ, cầm cây hơi nhỏ. Được rồi, được rồi, được rồi. Từ từ tôi. Trống đi. Em bự dữ lắm rồi kìa. Trống vô là tới số đó nghe. Tới số. Sáng nó vừa bắn rồi đó hả nè. Nhớ giặt đồ giỏi đi. Nhớ giặt đồ đi. Nhớ hơn. Đó xà bông sao mà làm cho ướt mẹt cái mũ hay cái gì bút ra hay gì. Nở miếng xà bông nữa. Nước cho cái đống đó. Đó cái tay vậy đó là biểu nước xà bông đừng ướt không. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chứ sao? Đồ điện thoại đẹp quá ha. Cái điện thoại thì đẹp không? Cái điện thoại này cũng giữ điện thoại tôi chân ra. Không luôn quá. Giặt cái quần của chồng đi. Đi cái nhà cái gì luôn. Mày đại đi. Cái gì? Cái gì? Cái gì nữa? Giặt đồ mà chui cái mỏ đó, mỏ trẻ ra đó. Trời ơi, mỏ chui giặt đồ chui mỏ. Em có tay đẹp trai dữ hết hồn, đẹp trai luôn á, thiệt luôn. Đẹp trai luôn á. Em lắm á. Đẹp quá. Dạ, bà đưa mỏ trẻ bà ra rồi ơi. Dạ, mỏ chứ được. Mỏ trẻ à. Sợ đau áo rồi về chung sau. Giặt đồ sợ đau áo rồi về. Giặt đồ mỏ. Cho mạnh đi, mạnh chỉ dữ rồi. Dọ cho mạnh ra, cho mồ hôi, mồ hát ra. Muốn đúng đó để cho à. Mình là chỉ thấy cái tay chú sâu giặt luôn gì đâu. Nó giặt đồ, nó khép cái mũi dẻ lại. Đồ đứa mũi dẻ là quay. Ủa sao nó trồng cái mình giả hồi đó, nó chưa có cái dấu. Có cái dấu. Cái mốt mua mướn mướn đi, cái cưa mới về, cưa mũi dẻ mới đi quá chừng luôn. Không, mày đứng đó mày để cho nó bỏ cái quần mày lại là tao muốn mày. Chim sâu gì chim sâu. Út lấy đồ cho chim sâu giặt luôn Út ơi. Thôi khỏi đi, Út giặt rồi. Giặt đi con Trang ơi. Giặt đồ giùm mẹ chậu luôn nha. Sao? Sâu. Ừ, ơi. Bữa nay giặt nữa. Bây giờ giặt cho con bộ nữa coi. Ừ. Khỏi ơi. Trời ơi, thiệt kinh chứ. Giặt sạch không với Trang. Thế bóp không vậy? Vậy là sạch rồi. Ờ, bà xào qua 721 rồi đó. Ừ, trời ơi, bóp qua bóp lại là rồi đó hả? Nói thì ghê, bóp qua bóp lại. Bà xào đi, bà xào lẹ. Bây giờ giặt cho mẹ chồng bộ nữa coi. Đức ơi, lấy gì phụng bộ đồ cho ngoại giặt cho Đức ơi. Để bộ đồ cho nó giặt chùm. Điện thoại nó đẹp hết sức của iPhone luôn. Phải không? Thấy không? Thấy không? Nhiều ra điện thoại. Để lưỡng cái kè. Gì lên tôi cái mũi trẻ ra nữa rồi. Đây. Giặt đồ mà đồ hung hoài. Giặt xong thì sao hung? Đồ mà đứa mũi trẻ. Không ngủ nè. Giặt đồ xong rồi ngủ hả? Đem bắt đầu đồ đồ lên. Đem mấy bộ đồ mày kia vô. Đem mặt giặt thì chiều khô rồi đem vô. Trời giặt đồ thì trời. Má xào 4729 như vậy. 3720 luôn rồi. Đó. Cái gì nữa hả? Không muốn hả? Hả cho miệng đó ngồi vậy. Không thể cho bà cục muốn đi luôn. Không muốn hả? Thường mới uống như là ờ biết rồi, không có không? Ờ biết rồi. Quá rồi, biết rồi. Nhặt đồ mà hả, muốn trẻ rồi hoài. Thấm thuốc rồi, người ta nói thấm thuốc rồi. Cái này thấm gì chị? Nó biết cho nó quen. Buông ra cái gì, cái này thấm thuốc. Mới uống mà thấm gì, thuốc tiên cái gì chị? Mới chưa chú tấu tử rồi tấu thuốc rồi. Thuốc của Khương Tử Nha hay là thuốc của ai? Qua đà tái thế gì nè, bỡ mau quá mau. Làm cho giỏi đi. Để nó dạng ư, vơ lên. Được nè. Lên một cái đồ kia vô. Không có rồi.
Cái kè hả hả? Hút gì mà thấm quậy trời. Mới uống mà ngốm gì. Cậu nó chịu nó đâu. Ba gì chịu cái đó. Trời ơi, tôi chim con ăn cá đi không cô. Bữa nay bữa nào cũng để cho chim sâu chỗ tài chi cá bữa nữa. Đó nữa. Chim đó đi gì bả đó. Đó gì vậy? Còn mấy gì ăn vô cũng hộp à. Đá nữa mới sạch. Xả cái nữa. Hai. Mới có mấy nước rồi đi. Con nước còn qua. Xả nước nước. Rồi, rồi, tới rồi. Rồi. Mấy cây rồi. Rồi. Hai đó. Rồi. Đâu? Nữa hả? Thì có ai cũng nghe lời ha. Mấy con nước à, còn tới hai nước lần. Chỉ sợ mẹ chồng thôi. Chứ mà không có mẹ chồng là thua. Thua. Bỏ tài. Cái này là phải huấn luyện bỏ la gai không? Tập làm mới được. Tập làm, làm cho mặt. Đúng rồi. Giờ dẫn dẫn tay ra nữa rồi. Đúng rồi. Mòn tay hết trơn bây giờ rồi. Trời ơi, đau tay. Mất tiền dẫn cưới vậy rồi. Giặt bây giờ đau tay rồi. Được rồi, chừng vô kia. Quá khá là chị thu bên đây giặt đồ cho coi. Giặt mấy ngày nay rồi, có tôi bên đây là tôi đặt giặt đồ không? Không ở đây trường đóng nữa, trường đóng rồi đi bỏ không đồ, để cho đồ tốt tốt. Đồ đẹp đẹp không à. Để giặt rồi cái giòn giòn đã, không có mặt đã, nó giòn giòn, nó không có giặt. Thì hôm nay có kêu giặt không? Rồi cái đem bỏ. Rồi sao mấy mỗi lần phải giặt đồ là phải có sự hỗ trợ của ông Long không giặt. Lộ đó. Lắc cái bên. Thì đó. Phải có những cái bên cái này cái bánh của loài ông là lắng hơi ổng lên cái bánh giặt luôn. Biết rồi. Ổng cái gì? Gì nữa rồi? Gì nữa mà biết rồi? Chốc nãy tay chân rồi, mộng tay hết rồi. Chốc sưng hết rồi. Giặt đồ à, hơi hút tay. Hơi hút tay hiểu không Út? Nghe nói mẹ trận. Không giống trận. Mét lông hoài luôn. Rồi, tay luôn rồi. Thử tay chân, gãy bóng tay rồi. Gãy bóng tay chân rồi, bắt rồi giặt đồ. Rồi, ông ngoái coi lên, để lấy cái đồ kia vô. Lấy đồ kia vô, để tay cái thôi. Nhưng mà quả nó cũng trợt thì có cái này luôn. Cái tướng này thao, đàn ấm ướt. Không biết nói gì nữa. Giặt đồ tích không? Tích, tích. Tích rồi, tích rồi. Không, tôi không biết nói gì. Giặt qua, giặt mình cho mình không ăn. Mới gặp tôi tự nhiên lại ngủ. Kìa mẹ chồng kêu vừa vừa phơi vừa ngủ kìa. Làm được không? Từ 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 đi. Từ từ mình huấn luyện từ từ đi cái gì đâu. Cây uống cái một đâu nổi đâu. Cây này nó sẽ già. Uống quá nó gãy luôn. Từ từ nó lên. Mà chim sâu này là nhổ cái cục điện vô chị bả. Thấy phơi đồ dễ thương ghê không có gì. Phơi đồ tới cự lĩnh cái. Quay quay chim sâu mấy tháng rồi đó mà mới thấy bữa nay là giặt đồ với lau nhà. Lau nhà luôn hả? Ừ. Lau nhà luôn. Cũng đầy đủ hết này Út. Dạ thì cũng dạ, đầy đủ hết trơn rồi. Vậy theo mà cháu nghĩ á, mà Út có cảm nhận như là mình mong muốn được cái gì nữa không Út? Út trong bốn thì cũng có cái TV nằm buồn câu vậy thôi chứ không có cổng gì hết trơn. Vậy là Út cũng mong muốn có cái TV để mình coi với cho cháu Đức xem ha. Dạ. Út để cháu nói với mạnh thường quân của cháu là hỗ trợ cho chú Út một cái TV để xem hàng ngày cho đỡ buồn hết. Dạ. Dạ. Út mần đồ ăn từ giai đoạn muối với đâu ra đó thấm rồi là mới mần. Thấm mà chiên cho nó vô trong cái thịt chứ nó ngon. Nói chung là Út làm hồi đó mình có làm thôi nấu cũng sao thấy cái cách đó Út nấu ăn kỹ mới tài luôn rồi. Thì ăn khô mình nè, chứ đâu phải thợ nấu mà kỹ. Một tiếng đi lấy đồ đũa nè, có hai đồ đũa này nè. Chưa thấy rồi, Út làm đồ ăn quá tình kỹ luôn. Cái này mà Út đang làm gì có chim sâu bên cạnh để cho hấp dẫn ha. Nó có coi đâu, đó, nó về cái nó đi nữa rồi đó. Chắc làm gì đấy. Hồi nãy lại ngồi quán uống cà phê với tụi con á, kêu cái thuốc mà tụi con đâu mua đâu. Hứa rồi là không mua là không đó, mua. Đó đừng có đứa nào mà mua thuốc cho nó nữa chứ. Lần nó không có hút thì nó đi mua, nó mua chừng lắm. Dạ. Vì sao nó không có giữ chén hay chăng hả cô? Trời ơi nó có mặn cái gì đâu.
đâu bữa nào Út bắt chà cái đít chảo đó, chà mà cho nó trắng lên cái là thành công đó quá. Chắc cái chà không nổi quá, Út một chà không nổi đây đừng đó. Út chà được có mấy cái dành gì không là có hỏi cái góp luôn, Út chà mới được chứ còn cái này là chà không ra. Nguyên liệu mà. Không, cái này chà này có lên cho đúng không? Nấu nó đúng một cái chảo của nó nè. Để Út cái đít gà của nó lên lửa đỏ đó mà nó không biết gì trời, nó để gì mà lên lửa đỏ cái cỡ đó. Không, theo quan điểm con thấy là Út là một người rất là kỹ luôn á, tại vì cái con thấy cái cách mà Út nấu đồ ăn đó là quá kỹ luôn, hết cho nó thắng rồi đâu đó thì Út mới nấu, chung là Út làm quá kỹ, làm nó thắng rồi nó ngon ấy rồi nó mới ngon chứ để người làm thí rồi thí ăn rồi làm. Út tôi thấy Út làm đồ ăn Út bỏ công rồi nhiều giai đoạn làm. Nói nó không có nghe cái gì trên rồi làm sao mà buông ra thì kiểu cô về dạy, ngày dạy sao giờ nói nó không nghe, nó đâu có ở nhà đâu, theo con người ta biết cái gì đó, ở nhà mình làm nữa thôi nó làm theo. Cái này chắc phải đầu tư cái hàng rào không? Nhốt lại hả? Chặn lại luôn. Cái này đất của người ta phải có cô của làm hàng rào nhốt rồi. Cái này có khi nào mình nghĩ tới là mình sẽ mua đồng ngân sách cho không? Cái đó chắc nó là sẽ có ngày quá. Đó là cái hai đầy đủ luôn á. Không hay ngủ. Bây giờ cản bả chút xíu nhưng mà la làng rồi. Mà cậu phải lấy nữa thì rồi. Cậu không lợi mấy cái thôi. Thằng bánh nóng nhà luôn. Chắc lúc đó là nhau lên chảnh, chỗ lên trên nóc và đi ra quá. Lúc đó chắc mấy đứa nghe mà lên mà quay nó không được hảo kịp. Con có nghe cái thông tin là anh Long với chị Vinh Sâu là sắp sửa qua mẹ nuôi ở rồi hả Út? Không biết đó là lòng quyền của nó, Út không có cấm cản nữa. Dạ. Thì hồi mới thì nó cũng thích đi đó. Đó. Cũng như là mẹ nuôi Út Hà là sẽ cưu mang anh Long với Dương Sao đúng không? Thì Út Hà nghĩ như vậy đó, thì mang gì thì cũng nghe nói cũng Mạnh Thường Quân lo giùm đó Út Hà đó, Út Hà làm gì có tiền mà để cho nó đi ra làm vậy. Dạ. Cũng như có Mạnh Thường Quân đó. Nếu cũng như là đặt cái vấn đề là nếu mà anh Long chim sâu mà đi vô bản là Út Hà sẽ chăm lo và chăm sóc cho chim sâu. Nói à, bữa hổm là có thấy nghe Mạnh Thường Quân có nói chuyện với Hà gì đó. Mẹ mà. Nói ví dụ Út về bên đây ở luôn á thì cho chim sâu đi chứ ở riêng mới được, chứ ở đó là chim sâu ở không mới được. Yeah. Nói Út khó khăn buồn này kia. Cũng khổ quá ha. Không rồi, nhiều khi thì con thấy Út phiên bảo nhưng sâu thôi chứ mình cũng không có khó khăn gì. Không có khó khăn gì hỏi chứ bây giờ biểu dạy nó, mà chỉ dạy biểu nó thì nói Út khó rồi, Út không biết nghĩ sao vậy. Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị món gì ăn không? Cá chiên cương. Chiên cương nha. Món nó ngon à. Này Út chiên chứ không có chân. À dạ. Món này là ngon lắm. Dạ, video mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã xem video này của mình.